Chào mọi người, chào các anh chị em bác sĩ nha. Hôm nay mình thấy có một cái này nó cũng rất là thú vị. Mình nghĩ chắc cũng không có nhiều người biết cái trường hợp này đâu. Mà gặp rồi thì chắc cũng điên đầu ha. Nhiều khi đem tới tiệm cũng mất oan vài chục đô hay là vài trăm nghìn để sửa ha. Mà rốt cục đem tới thợ họ không sửa gì hết. Ok, thì chỉ có cái mẹo vặt thôi. Thì cái thường thường á, những cái hệ thống điện thoại ha, những cái điện thoại hoặc là cái modem, cái router ha, để mà mình kết nối với lại internet ở nhà mình đó, thì thường thường mấy cái đó nó làm việc một thời gian. Ví dụ mà có cái ngày đó mấy đứa nhỏ nó tập trung tới 5 7 đứa ha, nó sử dụng hết nguyên cái internet luôn, đứa nào cũng ôm một cái điện thoại hoặc là ôm một cái iPad ha để nó chơi, thì nó dùng internet nhiều quá thì cái router, chỗ một cái router nó cắp nguồn phát wifi ra đó, nó nóng ha. À, nó nóng, nó không có giải nhiệt kịp thì nó hay bị đứng ha, nó bị frozen á. Frozen tức là giống như con người mình khi mà bị căng thẳng quá thì cái đầu mình nó cũng bừng 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 ha, nó cũng điên luôn, nó cũng giống như mình làm việc hết còn cái sự thông minh, giống như cái trạng thái bình thường ha. Đó thì cái về mấy cái thiết bị điện tử á, thì nó cũng y chang như vậy thôi, cũng giống như cái đầu của con người mình thôi, cái bộ não nó nằm trong đó. Thì đây là cái trường hợp nhiều nhiều cái điện thoại đó, khi mà mình để ra hết pin lâu, tức là ví dụ mình đi đâu đó chơi mình không có xài cái điện thoại đó khoảng chừng 1 tuần đi, ví dụ vậy. Đó, không xài 1 tuần thì nó hết pin luôn, hết cạn pin luôn. Thì khi mà lần đầu tiên mình cắm vô lại đó thì nó chỉ sạc lên được tí xíu, rồi có cái thì nó đi qua luôn thì nó sạc luôn, còn có cái nó chỉ sạc rồi nó dừng ha. Nó dừng là nó đứng, nó điếng luôn, cứ ngắt giống như cái này. Này khi mà mình để mấy tháng này rồi mình không xài cái này. Cái điện thoại này, điện thoại cùi bắp mình để dùng để mà mình nghiên cứu cái gì thôi ha. Mình nghiên cứu về mấy cái sạc kiểu này nè, sạc của mấy cái điện thoại Samsung đó. Samsung một loại thường đó ha, là đời cũ đó. Thì mình hay sạc dùng cái sạc này. Là để mình nghiên cứu có gì cái nó, nếu mà cái sạc mình mà nó có bị cái gì đó thì trường hợp nó chập cháy đó, thì cái điện thoại cùi bắp này là quăng. À, cho nên là mình hay sử dụng nó để mà mình nghiên cứu về cái sạc ha, sạc mình chế rồi sạc từ năng lượng điện đồ này kia lung tung hết á, mình hay vọt chơi đó, cho nên là mình hay sạc. Thì bỏ cái này mấy tháng nay rồi, bữa nay mình mới cắm nó vô để mà mình thí nghiệm cái cục sạc này. Tại vì mình làm cái biểu hiện như vậy xong rồi bắt đầu nó để cái hình sạc thôi, thì mình không thấy phần trăm nào hết, nó rồi nó báo lên một câu á, là cái điện thoại này sẽ đừng có tắt cái gì hết đó. Cứ để cho nó sạc khoảng chừng vài phút sau rồi mình tắt rồi mở lên lại. Nhưng mà khi mình sạc như vậy đó, thì mình để mấy phút sau nó nằm im cứ ngắt luôn ha. Chị em thấy cái đèn này nó đỏ hoài như vậy luôn ha, nó đỏ nằm yên một chỗ luôn. À, nằm yên một chỗ mà mình rút dây điện ra nó cũng nằm yên, nó cũng không có tác dụng gì hết. Và mình bấm tắt nè ha, cái nút tắt power nè, tắt nguồn nè, mình bấm mình giữ vô nè. Đó, thường thường là giữ vô 3 giây là nó tắt rồi phải không? Cái này giữ một hồi luôn nó cũng không tắt luôn ha. Hồi nãy giờ mình làm đi làm lại 3 4 lần rồi. Thì cái bệnh mà nó bị bắn loạn thần kinh đó ha. Bắn loạn thần kinh. Đó thì bắn loạn thần kinh đó thì chỉ có nước đưa cho nó vô tủ lạnh nằm ha. Cho nó vô tủ lạnh, tại vì cái giai đoạn này là giai đoạn nó thích nằm phòng lạnh rồi. Ok. Thì trường hợp như gì đó anh chị em sẽ cho nó vô mình rút dây điện ra. À, tại cái điện thoại nó cũng có nhiều loại lắm nha. Điện thoại á, mà nó có cho mình cái cơ hội để mà mình tháo cái cục pin ra đó thì nó sẽ hết. À, trường hợp nó hết, tháo cục pin ra rồi xong rồi cái mình gắn cục pin lại mình cắm vô sạc mình sạc thì nó sẽ hết. À, hết cái bệnh đó. Nhưng mà có nhiều cái điện thoại nó cái pin nó làm ở trong này luôn, nó không có cho phép mình tháo cái điện thoại ra, à, tháo cái cục pin ở trong cái này ra, nó đúc ở trong này luôn rồi ha. Đó, nó đúc cục pin ở trong này luôn rồi không cho tháo ra. Thì trường hợp này mình phải cho nó vô phòng lạnh nghỉ dưỡng ha, cho nghỉ dưỡng nằm ở trong cái tủ lạnh á, cái ngăn đá đó nha, ngăn mà để làm đông đá đó, cho nó vô trong đó nằm khoảng 1 tiếng cho tới 2 tiếng đồng hồ. Rồi lấy một cái bịch zip, lấy một cái bịch zip mình bỏ vô cho nó an toàn ha, cho nó đẹp trai. Cái trường hợp này đó ngày xưa thì cũng có lần cái bạn của mình ở bên
Bên Úc nó bị cái điện thoại iPhone 8 gì đó, 8 cộng gì đó, thì nó cũng bị mở lên, nó đứng cứng ngắc vậy luôn, không có làm gì được hết, tắt cũng không được luôn. Và đem tới tiệm sửa thì tới tiệm nó đòi là 300 đô ha, 300 đô la Úc để mà nó sửa cái điện thoại đó, tại nó thấy cái điện thoại nó có giá trị cao đó, cho nên là nó tăng giá lên gì thì nó không biết như thế nào hết, nó chỉ nói giá rồi là nó sửa là 300. Và cuối cùng cái người bạn đó họ đem về, họ làm y như mình, họ hỏi mình nói đem về bỏ tủ lạnh đi, nó 1 tiếng đồng hồ sau đem ra cắm sạc vô lại xì xài bình thường đó, tí xíu nữa là mất 300 đô dễ dàng ha. Rồi giờ mở tủ lạnh ra, bỏ mở cái ngăn đá nha, ngăn đá cho nó nghỉ mát. À, nó còn đỏ đèn nè ha. Mình để một bên hông đây đi. Đó, nhớ trong đó 1 tiếng đồng hồ sau mình lấy ra mình cắm vô sạc lại thì sẽ hết. Ok. Mấy cái modem internet này cũng vậy nè ha. Đó, mỗi lần mà cuối tuần là mấy đứa nhỏ, mấy đứa cháu nó về nhà nó chơi á, tụ tập nó chơi, nó xài internet dữ lắm. Mỗi đứa một cái điện thoại, một cái iPad ha. Nó chơi quá trời chơi luôn. Thì nó rất là nóng. Đó. Rất nóng thì nó không có giải nhiệt kịp á, thì hôm bữa cái đèn ở đây nó báo lên đâu chỗ này nè, nó đỏ chét luôn ha, đỏ mà nó đứng im luôn, tức là mình bấm reset cũng không được ha. Đó. Bấm reset cũng không được, rồi rút dây điện ra rồi một hồi cắm vô 5 phút cắm vô nó cũng không ha, không có ấy luôn, nó cũng đứng gì luôn ha. Đó, nó đứng gì luôn thì cái đèn nó đèn đỏ nó đứng cứ ngắt gì luôn, rồi mình cuối cùng mình cũng rút dây điện ra, mình cho nó nằm tủ lạnh 1 tiếng đồng hồ. Xong cái mình đem ra đây mình cắm điện vô lại nó trở lại bình thường hết, y như là lúc mình mua mới về mình xài luôn, không có trường hợp gì xảy ra. Cho tới hôm nay thì cũng được cả 1 năm rồi ha. Cho trường hợp đó nếu mà người khác người ta không biết đó thì người ta sẽ đem cái hộp này gọi lên hãng ha, rồi đem cái hộp này bỏ rồi đi chạy ra ngoài Best Buy hay là mấy cái tiệm đó mua cái hộp mới về đồ vân vân ha, hoặc là chờ mấy ngày sau thì chỗ đó họ tới họ sẽ thay cái cục mới luôn, chứ họ không có làm cái kiểu như mình, họ thay cục mới để họ họ lấy tiền ha. Đó, nó thường thường nó là như vậy. Cho nên là mấy cái cục mà internet đồ này kia là nó hay bị gì lắm. Mình kê cao lên, mặc dù là nó cũng có hở dưới này. Nó hở nhưng mà nó giải nhiệt không kịp. Thì mình sẵn ở đây có cái miếng gạch đó. Đó, mình lấy mình chống lên gì luôn. Đó, mình chống cho nó nằm lên cao gì luôn ha. Nó giải nhiệt vừa ở dưới đít mà vừa ở bên trên luôn. Thì mình chơi cũng tính ra mấy đứa nó về nó chơi cả năm nay rồi thì vẫn bình thường. Không thành vấn đề gì hết ha. Hồi trước thì lại hay có bị vấn đề mà đứng rồi mình phải ra reset lại. Reset rút dây điện ra thì để một hồi nó nguội nó hết, nhưng mà có một lần đó là nó điếng luôn, rút dây điện ra để 5 phút nó không hết luôn. Và mình quyết định là mình đem vô cho nó nằm tủ lạnh. Ok. Thì mấy trường hợp như vậy anh chị em cứ làm như vậy là bảo đảm 100% hết nha. Không tốn đồng bạc nào hết. Ok. Rồi sau khi bỏ tủ tủ đá ngâm cho nó lạnh 2 tiếng đồng hồ ha, 2 tiếng đồng hồ thì nãy khi mà ngâm 1 tiếng đồng hồ á, thì mình kiểm tra còn thấy cái đèn nó vàng lên ha, nó vàng vẫn còn giữ nguyên nó luôn. Đó, rồi mình thấy chưa có đủ cho nên là mình lên mình ngâm tiếp thì thêm 1 tiếng nữa thì nó hết ha, tức là giống như điện nó xả hết luôn rồi đó, thì nó tắt tắt cái đèn. Bây giờ mình lấy mình ra mình sạc thử coi nó như thế nào ha. Giờ mình bấm nút mở lên thử. Nó kêu cạch cạch nữa ha. Kêu cạch cạch nhưng mà nó không mở lên, nó báo đèn đỏ ha. Giờ mình cắm vô cái sạc thử coi nó là sao nha. Tại vì nó hết điện rồi đâu mở lên được nữa đâu. Đó. Ha. Rồi bây giờ này nó nói giống như cái hiện tượng mà mình để mấy tháng mình không xài nè. Nó nói là pin đã cạn ha. Cắm cái sạc vô và chờ vài phút sau đó mới mở lên. Đó, nó nói như vậy đó. Hiện tại pin không có một cái gì hết. Đèn vàng. Rồi để cho nó sạc đi ha. Cho nó sạc 5 phút coi nó sao nha. Rồi nãy giờ sạc 5 phút rồi giờ mình mở lên thử ha. Ok. Đó.
trở lại bình thường. Ngày lâu quá không xài cho nên nhiều khi nó có cái chương trình, mấy cái software đó đó, nó lốt đồ này kia ha. Mở lên rồi đó. Nó lốt lại mấy cái chương trình giống như là nó đã bị mất ha này kia đó. Đó. Lốt cho xong hết, xong bắt đầu mở lên. Rồi. Vâng, ngon lành ha. Có giờ rồi nè. Ngày tháng đồ đàng hoàng ha. Ngày đó. Ok. Rồi quốc lại bình thường. Rồi anh chị em nào mà có bị cái điện thoại này, hay là iPad hay là laptop gì đó, nó hoặc là một cái modem, cái router rồi ha, để xài internet rồi đó. Mấy cái thiết bị đó mà nó điếng á, pin nó mở lên mà nó bị kẹt cứng luôn, nhiều khi mình để 1 2 ngày ví dụ không xài mà tự nhiên có lúc nó cũng phải phải đứng ha, có lúc nó dừng như vậy đó, là cái đèn nó nổi lên vậy thôi, rồi mình bấm cái nút power để tắt nguồn đó, nó không tắt, nó nằm chỗ thôi, thì mình bỏ vô trong cái tủ đá mình làm được hết ha. Mình chuyên trị mấy cái này, điện thoại, laptop đồ này kia, iPad rồi iPod rồi là mình làm hết, nó work hết ha. Rồi hôm nay chia sẻ cho em chút kinh nghiệm gì nha, hẹn gặp những video sau nha, bye bye. Tắt cho nó sạc tiếp, sạc chừng nào đầy thì cái đèn này nó mới lên màu xanh ha. Ok.